gia đình mình uống được 3 tháng. Chuyên bị viêm xương, viêm khớp nặng, bị thoái hóa đốt sống, bị thoát vị đĩa đệm và đau như thần kinh tọa. Đầu gối chúng ta bị phù nề, đầu gối chúng ta bị khô, đứng lên ngồi xuống đau. Chúng ta sử dụng sầm bò rừng. Ngoài ra có uống có bị giữ nước không? Dạ không. Đây là câu hỏi của quá nhiều chị về cái vụ giữ nước. Giữ nước là mấy chị đang bị mường tượng, là giống mấy chị đi ở đây nè. Cái chị uống đi nè, nhức xương, nhức mình, nhức mẩy, tối ngủ không được. Đi lại cái chỗ đó, thầy đó, người ta cho uống xong hết, về cái mặt sưng lên dày, do nó tích nước. Đi hàng Mỹ, không có vụ đó. 100% không có vụ tích nước. Hàng của Mỹ chị ơi nha. Dạ thưa không. Có bổ não không? Dạ có bổ não. Ngoài ra sụm bò rừng còn hỗ trợ bảo vệ cho cái ống mạch máu của mình không bị giòn, không dễ vẩy vỡ ra. Cái gì phải không? Cái mạch máu của mình mà để cho máu mà nó vận chuyển đi khắp cơ thể của mình nè, lâu ngày nó cũng giống như cái ống nước vậy đó, nó cũng vỡ ra, nó hoặc là nó bị chất dơ bám lại với chị thì máu không qua được nha, hoặc là nó vỡ ra, máu không lưu thông truyền tới khắp cơ thể mình. Thì cái sụm bò rừng nó hỗ trợ luôn cho tất cả các mạch máu trong cơ thể của chúng ta. 1.450.000, không đúng hàng của Mỹ, Hà đền cho mấy chị 1.000 lần. Sụm bò rừng không đúng hàng của Mỹ, Hà đền 1.000 lần. Đây là hai dòng cao cấp nhất nha, Cosamin và sụm bò rừng, chuyên cho xương khớp. Và cuối cùng Hà có cái Osteo, cái Costel hay còn gọi là cái B-Black. Cái này là màu xanh dương, ở trên live mấy chị thấy màu tím nha, thật ra nó màu xanh dương. Chuyên trị tê bì chân tay nặng, chuột rút. Các chị nào, các anh nào mà 10 đầu ngón chân tay, 10 đầu ngón chân bị chuột, bị tê nguyên vùng vai cái cổ và nguyên vùng cánh tay này, nó tê mất cảm giác, không có cảm giác. Đầu gối bị phù nề và bị chuột rút hoài, sử dụng cái B-Black này giùm Hà. Một hộp nó có 200 viên, chúng ta sử dụng 2 viên mỗi ngày. Made in USA, không đúng hàng của Mỹ, Hà đền cho tất cả khách hàng 1.000 lần. Sụm bò rừng cho lưu Mỹ, có số điện thoại. Comment giùm Hà nè. Khớp tê bì chân tay 850, nhận hàng được kiểm tra, đúng của Mỹ mới trả tiền cho hàng, không đúng của Mỹ em đền 1.000 lần luôn. Không đúng hàng Mỹ đền tiền 1.000 lần. Rồi, Hà lên bộ não nha. Bộ não á, Hà có cái Ginkgo, Hà có cái chị Focus. Chị Đặng Lợi nói là em muốn mua tư vấn thuốc bổ ăn ngon ngủ được của người lớn. Thì Hà, một là chị sẽ có thằng tăng cân lên là chị có bột đạm. Hai là chị dùng NAD cung cấp đầy đủ tất cả các vitamin. À nha. Rồi, em lên bộ não, cho má cái bộ não cấp tốc nữa coi. Em lên bộ não nha. Các chị, tất cả Hà đều cầm chuẩn từ Mỹ 100% vậy hết. Tất cả Hà đều cầm từ Costco. Tất cả đều cầm từ Costco. Khuya nay Hà mà like này xong nè, là phải về nhà, là con trai Hà ở Mỹ, chị ruột Hà ở Mỹ đi Costco nè. Thì khoảng 2 giờ khuya của mình, thì bên đó là 2-3 giờ chiều của bển, là nó đi ở Costco để nó mua những hàng này cho Hà nè, để nó mua những cái này cho Hà nè. Là khuya nay là Hà về là Hà phải đứt với nó. Rồi nó mình dặn nó cái gì là nó lấy. Tất cả Hà đều cầm từ Costco về hết. Rồi các chị nghe nè, nếu chúng ta bị rối loạn tiền đình, bị rối loạn tiền đình nhiều, chúng ta đứng lên ngồi xuống say sẩm mặt mày hoa mắt, chúng ta bị mất ngủ triền miên, thì chúng ta sử dụng cái bộ não Focus hỗ trợ cho gia đình mình không bị mất ngủ, không bị rối loạn tiền đình, đau nhất cái vùng này nè mấy chị nha. Một hộp bộ não, một hộp bộ não chuyên trị rối loạn tiền đình. Cái này là có bệnh lý nè, chuyên trị rối loạn tiền đình, bị đứng lên ngồi xuống giật bưng bưng cái đầu, say sẩm mặt mày hoa mắt mà chúng ta bị mất ngủ, thì chúng ta sử dụng cái Focus. Một hộp Focus có giá 750, 3 tháng. Cái bộ não này không cần bệnh lý gì hết, đang khỏe mạnh cứ uống vàng ngày 2 viên. Nó là hoạt huyết dưỡng não của Mỹ. Nội tiết tố Hà có nha chị, Hà lên Octraven cho chị nha. Một cái bộ não Ginkgo nó được chiết xuất từ cái lá bạch quả mấy chị, giúp cho máu tuần hoàn về não tốt, ngăn ngừa tai biến mạch máu não, ăn ngon ngủ ngon, không bị nhức đầu. Đặc biệt nó là viên uống bổ não, căn bản nó là bổ não. Chúng ta đang khỏe mạnh cứ uống. Tài xế xe nên uống hàng ngày, kế toán kiểm toán nên uống hàng ngày. Nó bổ, nó làm cho mình tỉnh táo lên, cái não của mình khỏe mạnh lên nha.
sinh viên học sinh nhìn sử dụng bình thường. Dạ, glucosamine là có nha chị, 830 ngàn chị, glucosamine 830 ngàn. Màu xanh kia có không? Dạ, glucosamine. Hả, có hai dòng nè, bạn này là 650, glucosamine là 375 viên nè, 650. Và cái xám này là chị đã chuyên đặc trị thoát vị đĩa đệm, nó có lúc sống và đau gối nè, 830, nó có 280 viên nha chị nha. Rồi. Dạ Thảo Nguyên, chốt một giờ cá hồi cho em xin số điện thoại ạ. À, một cái bộ não Ginkgo của nước Mỹ 650 ngàn, nó có 506, nó có 340 viên. Uống cái này rất tốt cho cái não của mình nha. Chị chốt một củ cá hồi 210 viên. Hà cảm ơn chị. Rồi, cuối cùng Hà có một cái dòng bộ não cao cấp. Cái bộ não cao cấp này mấy chị tin không? Cái ngày Hà bị đứt đoạn nó là khoảng ít nhất cũng 3 tháng. Sau khi Hà về, mấy chị tin không? 6 người chốt ngay và liền. Tại vì nó là cái dòng hỗ trợ cho những gì nè, gia đình mình mà bị gọi là suy nhược thần kinh nặng, mất ngủ triền miên có lửa, một đêm ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ, mất ngủ ngày này qua ngày kia. Chúng ta đang bị áp lực, chúng ta đang bị stress nặng, chúng ta đang gặp những sự cố mà gọi là khủng khiếp, nó bị khủng hoảng tinh thần, thần sắc chúng ta chởm lơ, mặt mày rất sắc luôn. Sử dụng trà một viên bổ não cấp tốc của nước Mỹ, một hộp như vậy nó có 42 viên. Chỉ sử dụng khi chúng ta bị mất ngủ quá trầm trọng, chỉ sử dụng khi chúng ta bị suy nhược thần kinh quá nặng, mặt mày bơ phờ chởm lơ rất sắc, uống một viên vô trà, bao nhiêu sự tập trung ùa về, trí não tập trung lại khỏe mạnh, tăng cường sự tập trung, giúp cho não bộ khỏe mạnh, giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sâu và ngon, thần sắc chúng ta được vực dậy rạng rỡ lên, không còn bị chởm lơ, không bị xuống sắc nha. Một hộp bộ não cấp tốc 1.250.000, nhận hàng không đúng hàng Mỹ Hà đền 1.000 lần, không đúng hàng của nước Mỹ em đền 1.000 lần. Bộ não cấp tốc 1.250 chỉ có 42 viên thôi. Viên uống nội tiết tố này chị, Hà hướng dẫn chị nè. Cái nội tiết tố ấy, Hà sẽ có cho chị những cái dòng mình nên uống nha. Một là viên uống Octraven, hai là hoa anh thảo và hoa lưu ly của Pháp, ba là hoa anh thảo của Pháp, và bốn là sữa hồng chúa của Pháp. Đó là tất cả những cái dòng chuyên cân bằng nội tiết tố. Nhưng mà nói tới nội tiết tố thì cái đằng Octraven này là chuyên nội tiết tố. Octraven của Mỹ, một hộp có 84 viên. Công dụng là gì? Kéo dài kinh nguyệt, không khô vùng âm đạo, cải thiện sắc tố làn da khi chúng ta tới tuổi tiền mãn kinh, da không bị khô, không bị nám, không bị già nua. Đặc biệt cân bằng nội tiết tố giúp cho chúng ta không bị bốc quả, đổ mồ hôi. Nhất là những chị mà tới tuổi tiền mãn kinh á, chúng ta sẽ bị hành, tối thì ngủ không được, đang ngủ gì đó bốc quả, ướt nhẹp, mồ hôi một cái ra, mặt mày phừng phừng như xe rượu, nó làm cho chúng ta cáo gắt, bực bội, quể quải, bực mình khó chịu. Đó là cái hormone trong cơ thể của người phụ nữ chúng ta bị hụt đi. Thì cái viên Octraven nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lại. Ở Mỹ họ khuyên chúng ta đừng để tới tiền mãn kinh uống là trễ rồi. Từ 35-40 tuổi hỗ trợ gì mà mỗi ngày một viên Octraven của Mỹ, chuẩn Mỹ 100%, hàng giả được đền tiền 1.000 lần. Mỗi ngày một viên như cái trứng năng lành bé xíu rồi, đưa vô một ngày một viên. Nó giúp cho chúng ta kéo dài kinh nguyệt ra và vùng âm đạo không bị khô, da dẻ hồng hào tươi rói, không bị khô, không bị lão quá, không bị nám. Đặc biệt không bốc quả, đổ mồ hôi, không bị mất ngủ. Nó được sản xuất tại Mỹ. Viên uống cân bằng nội tiết tố của Mỹ 830. Chị nhận hàng phát hiện ra hàng giả, Hà đền cho chị 1.000 lần. Khi chị nhận hàng chị được kiểm tra ưng cái bụng mới trả tiền cho hàng, không ưng bụng shipper anh em về đi chị không nhận. Chết ra hàng giả đền tiền 1.000 lần. Viên uống cân bằng nội tiết tố 830, Hà khuyên chân tình với tất cả chị em phụ nữ chúng ta nên sử dụng từ bây giờ, nên sử dụng từ bây giờ, cân bằng cho chúng ta rất là tốt nha. Tới lúc mà chúng ta mà tới tuổi 50 năm mấy mà chúng ta hết kinh á, chúng ta vẫn vượt qua một cách nhẹ nhàng, chúng ta mặt mày không có bị nám đen nám đỏ, không bị khô queo, và chúng ta vùng âm đạo cũng bị khô à. Sử dụng cái này đi mấy chị, viên uống rất nổi tiếng của Mỹ, viên uống cân bằng nội tiết tố 830. Omega 369 bao nhiêu? Dạ 720, 369, 720 nha. Cho em xem lại hộp bộ não màu xanh. Chị ơi, lên mỡ máu có thuốc trị thận không? Có trị thận, có mỡ máu. Chị xem lại hũ khớp màu xanh. Khớp màu xanh là có này, và có khớp này. Chị Nguyễn Thi Hậu lấy chị hộp glucosamine nha. Rồi, cái này là glucosamine xanh,
Cái này chúng ta mới vừa chớm bị hoặc là chưa bị uống ngăn ngừa thôi. Nó có 375 viên. Nó tạo ra tiết nhảy chất dịch, nó bôi trơn sụm xương khớp chúng ta. 650, 375 viên. Made in USA. Khớp xanh nha. 650. Còn cái xanh này nè, xanh dương này nè, là chúng ta bị chuột rút, chúng ta bị tê bị chân tay nặng, chúng ta đã có bệnh lý về khớp rồi, chúng ta đang bị đau đầu gối, đứng lên ngồi xuống đau quá, đi tới đi lui di chuyển đau quá, sử dụng cái này giùm Hà. Một hộp 850, comment giùm Hà khớp 850 là mấy chị sĩ sâu được chai này. Nhận hàng giả Hà đền cho ngàn lần, không đúng hàng của Mỹ Hà đền cho ngàn lần nha. Rồi u sơ tử cung có uống nội tiết tố được không? Dạ chị, rất được chị, rất là được nha. Trong cái Octoven là có mầm đậu nành, nhưng trong hoa anh đảo là không có mầm đậu nành. Trong hoa anh đảo không có mầm đậu nành. Hoa anh đảo của Mỹ nè, không có mầm đậu nành. Trong Octoven của Mỹ có mầm đậu nành nha. Hà hướng dẫn với chị một cái sữa ông chú của Pháp, rất tốt cho chị em phụ nữ chúng ta. Đây được gọi là một cái gọi là chống mất ngủ rất hay của Mỹ, của Pháp. Được sản xuất tại Pháp, gia đình Hà sống ở Pháp là 40 năm. Gia đình Hà sống ở Pháp 40 năm. Đây. Được sản xuất tại Pháp. Nhận hàng không đúng của Pháp được đền tiền 1.000 lần. Không đúng hàng của Pháp là đền cho mấy chị 1.000 lần liền. Viên uống sữa ông chú của Pháp 690.000. Nó có 20 ống như vậy nè. Sáng nay mấy chị vừa ngủ dậy, cho Hà một ly trà nóng. Cho Hà ly trà ấm ấm á. Mấy chị cắt cái ống này ra, mấy chị khuấy lên, uống vô cho Hà đi. Da đẹp kinh khủng, da mơn mởn luôn nha. Hỗ trợ tăng cường sinh lý, cân bằng nội tiết tố, vùng âm đạo không bị khô. Lướt qua cho mình là cân bằng, giúp cho chúng ta không bị bốc quả, không đổ mồ hôi, trị bệnh mất ngủ số 1 luôn. Đây là nói với Hà nói nè, rất tốt cho chị em phụ nữ chúng ta. Sữa ông chú của Pháp 690.000 mà được 20 ống. Mấy chị nhận cái sữa ông chú này mà không đúng hàng của Pháp, Hà đền cho mấy chị 1.000 lần. Không đúng của Pháp, Hà đền cho 1.000 lần. Hà, gia đình Hà tại Pháp cầm về, không qua trung gian, không có mua qua ai trên. Một hộp như vậy uống được 20 ngày, 20 ống rời nhau, mỗi hộp 690, chuẩn Pháp 100%. Qua não và hoa lưu ly của Pháp. Các chị giờ nãy em, các chị tin Hà đi, tới khoảng tháng 11, 12 sẽ săn cái hoa anh đảo và hoa lưu ly của Pháp không ra luôn. Lúc đó người dân Pháp người ta uống vào mùa đông, người ta uống nhiều kinh khủng. Cái hoa anh đảo và hoa lưu ly, hàng này là của Mỹ nè, hàng này của Pháp nè. Công dụng là gì? Ngăn ngừa ung thư vú, ngăn ngừa ung thư tử cung, bảo vệ vùng âm đạo không bị khô, rất đẹp da. Đặc biệt trong hoa anh đảo và hoa lưu ly có B12, hỗ trợ chúng ta không bị suy nhược về thần kinh, bảo vệ về não bộ cho chúng ta, giúp cho chúng ta không bị lừ đừ, uể oải mệt mỏi, không mất ngủ. Hoa anh đảo và hoa lưu ly của Pháp 690.000, nó có 200 viên, mỗi ngày sử dụng 2 viên, chuẩn Pháp 100%, nhận hàng giá được đền tiền 1.000 lần. Một hộp nội tiết tố cho thấm hồng khách cũ à. Một rồi chị đợi omega 3 đi, Hà lên cho chị nha. Hà lên omega 3 cho chị. Chị gì đó con, đọc tên gì đó. Nông thì cẩm à. Rồi em trả lời cho chị nha chị cẩm ơi. Rồi, cái này là hoa anh đảo của Mỹ. Hàm lượng 2000mg trong một viên. Sáng mấy chị ăn sáng xong, một viên duy nhất trà rồi. Cân bằng nội tiết tố, rất đẹp da, vùng âm đạo không bị khô, kéo dài kinh nguyệt ra cho mình. Đặc biệt không mất ngủ, không bốc quả, không đổ mồ hôi. Cái hormone trong cơ thể phụ nữ chúng ta được cân bằng. Đặc biệt ngăn ngừa ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Nên tại sao người ta uống hoa anh đảo quá nhiều? Một hộp hoa anh đảo của nước Mỹ có 60 viên, mỗi ngày sử dụng một viên giùm Hà. Một hộp như vậy 490.000, không đúng hàng Mỹ đền tiền 1.000 lần, không đúng hàng của Mỹ Hà đền cho 1.000 lần. Rồi tóm lại, hoa anh đảo của Mỹ 490 uống được 2 tháng. Hoa anh đảo và hoa lưu ly của Pháp, trong đây có B12 trong đây luôn nha, 690.000 có 200 viên, đồng nghĩa với mấy chị uống được gần 5 tháng. 690.000, không đúng hàng Pháp đền 1.000 lần. Viên uống cân bằng nội tiết tố Octoven rất nổi tiếng của Mỹ. Chúng ta nên uống từ bây giờ, đừng có đợi hết kinh mới uống là trễ nha. Nó giúp cho chúng ta khi mà hết kinh lướt qua một cách nhẹ nhàng. Một hộp 830.000, nhận hàng không đúng của Mỹ đền tiền 1.000 lần. Và cái cuối cùng, sữa ông chúa của Pháp rất đẹp da, trị mất ngủ, cân bằng nội tiết tố, hỗ trợ tăng sinh lý cho chị em phụ nữ chúng ta.
một hộp 30 ống được sản xuất chuẩn pháp 100%, giá của nó là 690, hàng giả được đền tiền 1.000 lần. Hàng thu một sự cứu chúa, có số điện thoại. Chị, các omega 3, hà sực, các omega 3 của Pháp mà không còn nhiều. Đây là viên uống omega 3 của Pháp, hàm lượng omega 10. Dạ có, đây, Hà nói nè, hàm lượng omega của trong omega 3 này là 18%, DHA là 12%, bảo vệ tẹt ga cho chúng ta về mắt. Chị nào có mắt quá chịu, sử dụng omega 3 của Pháp, bảo vệ tim mạch và bảo vệ não bộ, không mất ngủ, máu tuần hoàn về não tốt, bảo vệ tim mạch. Một hộp omega 3 chuẩn Pháp 100% có 300 viên, 750.000, nhận hàng không đúng hàng Pháp, Hà đền tiền cho 1.000 lần nha. Hà có cái dòng cao cấp dầu cá nhuyễn thể, Hà có cái dòng cao cấp, cái dầu cá nhuyễn thể này nè mấy chị, bảo vệ cực kỳ tốt, rất tốt cho tim mạch của mình, giúp máu tuần hoàn về tim tốt và ngăn ngừa được nhồi máu cơ tim nha. Viên uống dầu cá nhuyễn thể, dầu cá đỏ nè mấy chị, nó có 160 viên, bảo vệ rất tốt cho đôi mắt. Ai mà coi điện thoại, coi tivi một con mà có mắt bị mỏi nhừ, bị mỏi thì là mỏi, bị khô võng mạc mắt, bị viêm nhức mạc mắt, sử dụng dầu cá đỏ, đồng thời hỗ trợ về não bộ, không mất ngủ, máu tuần hoàn về não tốt, ngăn ngừa tai biến mạch máu não. Một hộp dầu cá nhuyễn thể của nước Mỹ, được sản xuất tại Mỹ, có 160 viên, đây là dòng cao cấp, 880.000, không đúng hàng của Mỹ, Hà đền tiền 1.000 lần. Dầu cá đỏ, dầu cá nhuyễn thể 8, 8, 10. Và cuối cùng là Hà có một cái dầu cá hồi. Có bổ não không? Advil bao nhiêu tiền? Rồi chị đợi Hà nói Advil. Bi xương khớp cho mình xem. Rồi bi xương khớp. Hoàn hảo của Pháp cho khu đổ sắp cũ à. Hà cảm ơn chị nha. Rồi, một hộp omega 3 dầu cá hồi được sản xuất tại Mỹ 100%. Hà cầm từ Costco của nước Mỹ về. Trẻ nhỏ mà uống một viên này bảo vệ rất tốt cho con mắt của nó, chống lại các bệnh lý về mắt. Trẻ nhỏ là uống cái viên này vô, tăng cường sự tập trung, giúp cho trong mình. Người lớn tuổi, người già uống cái viên này vô là không bị lẫn, không bị mất trí nhớ, bảo vệ về tim mạch, về mắt và về não bộ luôn. Một hộp omega 3 dầu cá hồi của nước Mỹ có giá là 760.000, không đúng của Mỹ, đền tiền 1.000 lần. Omega 3 dầu cá hồi của Mỹ, một hộp như vậy 210 viên, Hà cầm trực tiếp từ Mỹ về, 760 nha. Chị yêu của em, Advil nè. Rồi trời người dạy dạy Hà lên liền nha. Advil nè mấy chị, đi xây tàu xe, đi máy bay hay bị ói, ói ra, đi xe, nhức đầu, khó chịu, xây tàu xe, uống Advil vô cho Hà, rất hay. Chứ sốt, cảm cúm, nóng lạnh, sử dụng cho Hà. Chồng đi nhậu về, qua ngày sau dậy không nổi, nhức đầu quá nằm chùm bẹp, uống viên này vô, nhẹ nhàng thoải mái đầu óc ra. Đi làm việc bị stress, bị áp lực, nặng đầu quá, căng thẳng thần kinh quá, uống Advil vô. Tóm lại, Advil của Mỹ, Hà có hai dòng. Đây là viên gel, là cái viên màu xanh dài dày, và đây là viên nén. Tất cả Hà đều cầm từ Mỹ về hết. Advil này chuyên trị xe tàu xe, bị xe rượu, màng qua ngày sau nhức đầu nhiều quá, uống vô đi nó hết. Chúng ta bị sốt, cảm cúm, đau đầu, nhức đầu, bị nhức răng và đau bụng kinh nguyệt, cứ sử dụng cho Hà. Một hộp Advil gel có 120 viên, 350.000. Một hộp Advil 360 viên, rất tốt với chị. Hà là trong xe hơi của Hà là có hộp này, ở ngay gia đình lúc nào cũng có hộp này. Hổng Advil không? 690.000, nó có 360 viên, giải cảm rất hay, sốt, nhức đầu, đau bụng, kinh nguyệt hoặc là xây tàu xe rất hay, 690.000. Một cái Tylenol, Tylenol này là màu trắng hết hả con? Cái Tylenol là cao cấp mấy chị, đầu đỏ đầu xanh nè. Một hộp Tylenol này là 800, còn Tylenol mà đầu trắng không á là 750. Sốt, cảm cúm, đau đầu, nhức đầu, uống cái Tylenol của Mỹ nha mấy chị. Nhớ cái mùa Covid không? Nó là đỉnh của đỉnh rồi nha. Cái Tylenol của nước Mỹ nè, Hà cầm trực tiếp từ Costco về nè. Một hộp Tylenol của nước Mỹ 800, 800 cho đầu xanh đầu đỏ nha. Còn màu trắng không này chỉ có 750 rồi. Rồi, cái khớp xanh chị nào hỏi em nè, 850 ngàn. Bạn này
chuyên trị tê bì chân tay, chuột rút nha, bị phù nề khớp gối, khô khớp đứng lên ngồi xuống kêu lụp cụp đau quá. Sử dụng cái này có 200 viên, mỗi ngày sử dụng 2 viên. Chị nhận hàng mà không đúng của Mỹ là đền tiền 1.000 lần, không đúng hàng Mỹ là được đền tiền 1.000 lần nha. Rồi bây giờ Hà Lan cho mấy chị đổi chương trình xíu nha. Có thuốc bổ máu không chị, lên dạ dày ạ? Viên uống bổ máu cho đất đất. Trời ơi mấy chị uống cái này đi, tốt lắm nè, bảo vệ cực kỳ tốt cho cái tim mạch của mình nè. Chúng ta bị mỡ máu cao, gây nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, sử dụng bạn này. Đây là Chelet Up, nó rất nổi tiếng và cái thương hiệu này là thương hiệu cao cấp hơn cái thằng Kellen rất là nhiều nha. Một hộp Chelet Up chuyên giúp cho chúng ta là cân bằng được huyết áp nè. Ai mà hay bị lên máu, huyết áp không đều nè, sử dụng cái này. À, ai mà bị, nó bảo vệ luôn cho tim mạch mình nha, bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, sử dụng này. Một hộp đang có giá 990.000, Hà cầm trực tiếp từ nước Mỹ về 210 viên, mỗi ngày sử dụng từ 1 tới 2 viên. Nếu chúng ta uống đi, chúng ta ngăn ngừa duy trì thì chúng ta chỉ uống 1 viên, còn chúng ta bị men cao, mỡ máu cao thì chúng ta phải uống 2 viên. Đặc biệt cân bằng huyết áp, những ai mà máu hay lên máu hay xuống máu sử dụng này. Hà cầm từ Mỹ về 990, nhận hàng không đúng của Mỹ đền tiền 1.000 lần. Không đúng hàng của Mỹ em đền tiền 1.000 lần. Viên uống Chelet Up là viên uống bỏ máu nè nha, mỡ máu cao, men gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, sử dụng như vậy. Omega bao nhiêu cho em coi, thuốc bổ lên kem bổ đi chị. Rồi Hà lên cái Hà lên cái thuốc bao tử cho một khách hàng hỏi quá lâu, Hà trả lời xong Hà lên kem cổ cho nha. Đây là trào ngược dạ dày nè, viêm lết dạ dày nè, ở nóng ở chua lè chua lết nè, bị bê áp bao tử, sử dụng như mà. Nó được đánh giá 5 sao trên trang Amazon của Mỹ nè, 280.000 cho một hộp 14 viên, một set là 800.000. Liệu trình khi chúng ta bị viêm lết nặng, chúng ta bị bê áp bao tử, một liệu trình của nó là một hộp vậy này mấy chị, 800.000. Nó có 3 hộp nhỏ này bên trong, còn chúng ta hôm nay uống thử thì nó hết đâu, hoặc là chúng ta chưa có tiền nhiều mua một hộp này, mỗi ngày sử dụng một hộp trước buổi ăn, sáng uống trước buổi ăn nha, một viên trị viêm lết dạ dày, trào ngược dạ dày, ở nóng ở chua, bị pH bao tử. Viên uống bao tử của Mỹ nè 280, và set bao tử 800. Mỗi một viên mình uống kéo dài được 24 tiếng đồng hồ. Cái date của nó là tháng 4 năm 2026. Không đúng hàng chuẩn đền tiền 1.000 lần. Hàng tào lao mới ghim si ba chao đền tiền 1.000 lần. Hà có viên nhai bao tử, mỗi gia đình nên có cái này cho Hà. Mỗi gia đình phải có cái này. Khi mà chúng ta ăn không tiêu, lên tình cái bụng, ở chua lè chua lét lên, ăn mắm chân xong không tiêu, ăn chè nước dừa, ăn đồ ăn nó nằm chấn ngang đây, nó không ở lên được, nó lình xình đầy hơi chướng bụng, nhai cho Hà hai viên này. Nó là vị trái cây, nhai nhuyễn ra xong uống ly nước ấm vô, ở một cái rột liền, ấm cái tỳ liền, nhẹ nhàng cái bụng liền, tiêu hóa liền luôn. Nó là viên nhai bao tử, viên nhai hỗ trợ tiêu hóa luôn. 280.000 cho 72 viên và 650.000 cho 265 viên. Size này là size lớn nhất của Mỹ nè nha. Viên nhai hỗ trợ bao tử, các anh chị mình đi du lịch nè, bỏ một ít này đem mình ăn thức ăn chỗ lạ, nó không tiêu, bị khó chịu, lình xình đầy hơi chướng bụng, cứ nhai vô trà. Một hộp 650.000 được 265 viên, mình mua ra mình chia ra mỗi nhà một ít xài, còn không mình mua hộp nhỏ 280.000. Nó có 72 viên, viên nhai hỗ trợ bao tử của Mỹ 280. Rồi mấy chị cho mắt cái bếp tô, xong kem cổ đi mấy chị. Cái bếp tô này nè mấy chị, cái bếp tô này nè, nhà mình mà có người tiêu chảy mấy chị, con nít, người lớn, người già, đi tere, lắc cái này lên uống mà 15ml cầm tiêu chảy liền. Cái chị biết không, nhiều khi mấy chị đi mua thuốc uống, cái chị đi 9-3 ngày không hết, phải không? Uống cái thằng này của Mỹ vô đi, hết trơn, cầm tiêu chảy rất hay. Chúng ta ăn không tiêu, bị lạnh bụng, bị ăn chén chè nước dừa vô nó ngăn đầy, ăn mắm chưng, ăn đồ không tiêu, đầy hơi chướng bụng, ai bụng yếu, lắc cái này lên uống như mà 15ml, cái tỳ ấm lại, ở liền tức đầy, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ cho bao tử luôn. 280.000, Pepto rất nổi tiếng của Mỹ, hàng của Mỹ, mua về để vô tủ lạnh giùm à.
mỗi lần có tiêu chảy đem ra lắc uống 15 ml. Cái này là cái đơn vị đo lường này, cái nắp này nè, mở ra giùm mẹ nha. Một hộp là 280, hàng hạt tất cả cầm từ Mỹ về, Pepto của Mỹ, trị tiêu chảy rất là hay nha. Rồi Hà Linh găm cổ nha, rồi Hà Linh găm cổ nè. Các chị yêu của em con có tẩy tế bào chết luôn này. Hà nói với chị nè, cái da mặt chị nào mà bị khô queo, Hà ơi chị đánh kem hết ăn luôn rồi à ha. Cái da mặt mình bị nám, bị khô, bị lão quá, sử dụng những cái dòng này cho em. Em cầm từ nước Đức về, đây là hàng của Đức, hàng của Đức nha. Rồi cái da cổ nè, cái chỗ mà mấy chị đeo sợi dây chuyền nè, cái chỗ mà mấy chị đeo sợi dây chuyền này nè nha, bị đỏ, nó bị lão quá. Người ta nhìn vô cái cổ mình, người ta đoán mình được bao nhiêu tuổi. Thì khi cái vùng cổ mà chỗ mấy chị đeo sợi chuyền nè, nguyên cái vùng này nó bị đỏ lên, rồi cái da chỗ này nó bị lão quá, nó không còn trơn tru như da mặt mình, nó còn mà mình nhìn nó có xếp lại và nó bị khô, quá xấu cái vùng da cổ. Thoa cái này lên cho em. Em cầm từ Đức về, hàng của Đức mấy chị, châu Âu, siêu đã luôn. Tối mấy chị xài kem mặt xong, thoa lên vùng này giùm Hà, thoa đều lên đây giùm Hà nha. Sáng cũng vậy, thoa cho Hà, hàng của Đức mấy chị, siêu đã, nuôi dưỡng, cấp ẩm, bảo vệ. Sau 4 tuần mấy chị xài, Hà xin lỗi mọi người, sau 2 tuần cái da cổ mấy chị mướt rượt, mềm mướt rượt, không còn bị đớm đớm, không còn bị lão quá, và không còn một cái vùng đỏ nằm đây. Em cầm của Đức về một tuyết kem, da mặt mà bị khô, da cổ bị lão quá, cứ xài vô già. Một tuyết là 50 ml nha, 280 ngàn. Không đúng hàng của Đức em đền tiền 1000 lần, không đúng hàng của Đức Hà đền tiền 1000 lần. Ở cái này 200, 250 chứ không, 250 ngàn mấy chị, em sorry mấy chị, 250 ngàn. Kem cổ nè 250, bảo vệ da cổ mướt rượt, không bị lão quá, không bị khô, và dưỡng cho cái da cổ trắng lên, không bị đỏ một cái vùng ở đây cho mấy chị. Comment nhưng mà hàng Đức nha mấy chị, hàng của châu Âu. Nhận hàng không đúng của Đức đền tiền 1000 lần luôn, không đúng hàng của Đức là em đền tiền cho. 250 kem cổ, 250. Chị lên cái tiếp gì mà thơm đi chị, tiếp thơm đang về, tiếp 450 đúng không? Lên sữa dưỡng thể đi chị, giấy thơm bao nhiêu ạ? Rồi Hà lên giấy thơm với viên nhạc thơm cho các chị. Thi Nguyễn thi một bịch thai dùng đơn. Rồi các chị, đây là tẩy tế bào chết nè, của thằng Victoria Secret, nó siêu nổi tiếng luôn. Nghe Hà nói nè, một tuần mấy chị chỉ định đúng vào ngày chủ nhật, đúng ngày chủ nhật làm ướt cơ thể cho em, cho một lượng này ra tay, massage đều lên cánh tay giùm Hà, cù chỏ nè, massage đều đặn. Cái cù chỏ mấy chị láng tân, không bao giờ bị đâm đen. Nhiều chị để như vậy nè, cái cù chỏ nó đen cù lùi đúng không, mấy chị massage nha, vẫy nến nè, đồi mồi nè, bay đi hết cái cù chỏ trắng tươi luôn. Tẩy cho Hà vùng da cổ, cho một lượng tẩy tế bào chết này vô đây, massage đều giùm Hà, đánh tan lão quá cho mấy chị luôn, mướt rượt cái cổ, đặc biệt mùi thơm nước hoa hết. Hai bên kẹt này mấy chị massage vô cho Hà, đầu gối và cái cùm chân, cái bắp chuối cứ massage vô cho Hà, tất cả hết vẫy nến, hết đồi mồi, cho mấy chị một cái làn da đẹp. Đây là tẩy tế bào chết của body mình, một tuần làm vào ngày chủ nhật đó mấy chị. Một tuyết như vậy là 450 ngàn, không đúng hàng của Mỹ, Hà đền cho 1000 lần. Thơm chất ngất trời mây. Khi nhận hàng nè, kiểm ở đây, Made in USA, được mở cái này ra, lấy băng keo mở ra, quá trời thơm rồi Hà ơi, mùi đã quá. Trả cho Hà 410 ngàn. Cái bình này mấy chị xài trên 6 tháng, xài trên 6 tháng, bảo vệ da cổ nè, bảo vệ da mấy chị không bị vẫy nến, không bị đồi mồi nè, giúp cho làn da mấy chị cải thiện đẹp mức rượt, rờ vô như da baby luôn nha. Em cầm từ Mỹ về, mấy chị cầm tới cái chai mấy chị mới thấy sự chất lượng của nó. Mấy chị cầm tới cái chai mấy chị mới thấy được sự chất lượng của Mỹ, là một tẩy tế bào chết của Mỹ cao cấp nha mấy chị, 410 ngàn. Không đúng hàng của Mỹ, Hà đền 1000 lần. Không đúng hàng Mỹ, Hà đền cho 1000 lần nha. Comment nhưng mà 410 luôn đi chị nha. Kem cổ đông chốt cho Lan Ngọc, Ngọc Lê, Nguyễn Phượng, Hà Thị Thanh Trúc. Tẩy tế bào chết cho Ngọc Lê dùng đơn. Thơm lắm, rất thơm. Kiểm tra cho Hà, kiểm tra là hắn trả tiền. Rồi dưỡng nãy nước hoa nè, tắm ra rồi, thoa vô cho Hà. Bạn rủ ê đi uống cà phê, mình chuẩn bị đi đám cưới đám hỏi gì đó, tắm ra xong lấy một cái lượng lotion này,
của đằng Vít với mọi người. Cái này của đằng Vít với mọi người, tại vì nó dán băng keo lại rồi, thơm lắm mọi người, thơm đáo để luôn. Nó cái chai, cái dòng này là cái dòng cao cấp, nó siêu lại rồi không mở được. Mấy chị tới nơi của ông Victoria Secret nè, có chữ này, tại vì con này nó dán băng keo nè, của ông Vít này mấy chị cao cấp lắm. Và cái chữ Vít nó in trên đây cho mấy chị luôn nè. Cứ mỗi lần tắm ra thoa lên cho Hà, tối khi đi ngủ thoa lên cho Hà, thơm thơm thơm. Nó là mùa nước hoa toàn bộ, thoa đi cái da mấy chị mứt rượt, có mùi rơm nước hoa. Đi lại gần mình là nghe mùi rơm, lại gần mình là nghe mùi rơm. Dưỡng đại cao cấp của Mỹ nè, dưỡng đại cao cấp của Mỹ 410, nhận hàng không đúng hàng, Mỹ đền tiện ngàn lần. Hà ơi cho chị mùi thơm sen nha Hà, chị thích mùi mạnh cho chị mùi mạnh đi Hà. Hà ơi chị không chịu được mùi nồng, chị thích mùi dịu dịu, cứ nhắn đi Hà lựa theo đúng ý cho mấy chị nha. Comment giùm Hà nè, comment giùm Hà nè. Nước dưỡng đại cao cấp, nước hoa cao cấp 410 của thằng Victoria Secret luôn, hàng ba, hàng Vic nha, 410. Rồi con đưa viên nhật lai qua con. Dạ thuốc giãn tĩnh mạch của Mỹ em đang về hàng nha chị ơi. Rồi các chị có thuốc hỗ trợ đường hô hấp hen suyễn không chị? Hả, có thuốc hen suyễn rồi. Các chị Nguyễn Lan, một tẩy tế bào chết cho em xin số điện thoại ạ. Nhớ cho Hà số điện thoại mới chốt được mấy chị. Rồi nè, giấy đơn của Mỹ trời ơi, 160 tờ bên trong. Mỗi cối giặt đồ bỏ vô cho Hà 2 tờ. Bỏ đi nó thơm, dữ lắm thơm. Giấy đơn mà cầm từ Mỹ về nó thơm bà ơi. Rồi viên nhật thai của Mỹ nè, nè Hà chỉ cho mấy chị nè, chuẩn bị nha, tết nhất tới sợi này đi đã lắm nha. Dưỡng thể nước hoa cao cấp 410, chị đặt đi chị, chị đặt lại đi Hòa An cách cũ ạ. À, dạ Hà cảm ơn, thơm lắm chị, hàng Covid là khỏi chê rồi. Nè viên nhật thai của Mỹ nè, chuẩn bị tết nhất tới mấy chị xài này đi mấy chị. Ta nói với mấy chị ngâm một bộ màng, một bộ ra giường, mấy chị giặt bẩn này lên, trời ơi nguyên ở nhà mình 5 lần. Hà cầm từ Mỹ về, Hà cầm từ nước Mỹ về nha mấy chị. Cái này là hàng à, nè khi mấy chị mở ra ha, đây là viên nhật thai của Mỹ nè, nó có cái zip mấy chị mở ra nha. Trong mỗi một bịch như vậy, một tẩy tế bào chết cho Huỳnh Vàng, có số điện thoại. Hàng của Mỹ chị, hàng Vít là hàng cao cấp rồi chị. Chị nhận hàng mà hàng giả Hà đền cho chị 1000 lần luôn. Nè mấy chị, trong một cái bịch chai như vậy nè, nó sẽ có 39 viên này bên trong. Đây là viên nhật.